nói nhiều khi mình không hiểu cái sức lao động của người dân mình chưa có được giải phóng hết. Thấy rất rõ là rất là nhiều người giống như bản thân mình đang ngồi đây chờ xe đi, là mình cũng đâu có lao động gì đâu, Tết đi chơi nói vậy. Nói là ở dưới quê mình khẳng định luôn nha, phụ nữ ở nông thôn mình phải nói thẳng luôn là một số người một ngày chưa kiếm được 1.000 đồng. Phụ nữ nông thôn có những người một ngày không kiếm được 1.000 đồng. Ở đây mình nói về bình đẳng giới đó, nghĩa là một số người làm những công việc không có tên, ví dụ như giặt đồ rửa chén nấu cơm, làm hết công việc nhà cái là quay qua hết ngày rồi, nên là những cái công việc đó lại không tạo ra được cái thu nhập đó. Rồi mình thấy là mấy ông ở dưới quê mình thì có một cái rất hay là sáng dậy là cái việc ngồi uống trà không á, đi vòng vòng chơi, đi ra ruộng rồng chơi, đi vòng hàng xóm cái là thấy bài nhậu rồi đó. Anh cần anh bước qua cái nhà hàng xóm chút xíu thôi, ngồi uống trà thôi là thấy ê mày đạp ly ha, rồi vô lấy kẹo rượu ra rót ly hai ly đó, hai người ngồi nhâm nhâm đó, tao tự uống trà thôi. Hèn như tao còn con khô, tao dạy nhà tao lấy con khô qua. Bây giờ lấy khui con khô đó ra nướng xong cái rồi là ngồi cái hơi cái thấy ông này đi ngang ông kia đi lại kêu hú hú thôi thành bàn nhậu, người món đem qua nhậu đấy. Mấy bà thì nói rất là hay ở chỗ là mấy bà ở nhà làm hết tất cả mọi việc, từ cho heo ăn, cho gà vịt này nọ, chăn vịt chăn heo gì đó là mấy bà làm hết tất cả những cái đó, thì nó lại không được quy ra cái giá trị đồng tiền. Ví dụ như sáng dậy là phải cuốn mùng với xếp mền, rồi bắt đầu lo cho con cái đi học, bao nhiêu thứ nấu cái nồi cơm cho chồng ăn cho gia đình này rồi, mấy cái chuyện đó nó đâu có nằm ở trong cái gọi là kiếm tiền. Đúng rồi. Như anh nói một trái bầu ở trên đây bán 10.000 một trái, nhưng thực tế ở dưới anh chỉ cần anh cắt trái bầu xuống, ê mày bán tao trái bầu nó thôi, mày hái về mày ăn đi. Có những cái nó không, nó không có giá trị. Ví dụ như anh xách nguyên một cái vỏ bầu, lần đó cô đó cổ đem một cái trái bầu, nguyên một cái vỏ bầu với mướp luôn đó. Mình nói thấy tội nghiệp, mình mới nói thôi cô bây giờ cô xách cái này là 10-20 kg vậy mà xách ra chợ bán đây rồi vợ là 3 cây số, bây giờ thôi vậy ngay nguyên sớm nhà mình thôi, bây giờ mình lâu lâu về quê thôi mình mua hết cho cô này cái mình gửi cho nhà ăn trái ăn trái hết đi, nên em tan mấy một số nhà khỏi đi chợ. Mình hỏi này vỏ bầu này nhiêu cô? 1.000 trái con. Là trái. 1.000 một trái. Ừ. Tôi nói cái này mà đem ra chợ 1 trái là 10.000. Một bó hành có hai là hình như là cũng 1.500 là 2.000. Bó hành bự này. Hiện tại thì Nghĩa vẫn đang ở Vũng Tàu, đang chờ xe về, bị mấy anh em bắt cóc cho nên là bây giờ nếu người ta nó bắt cóc bỏ dĩa, nhưng mà bây giờ không nhảy đâu được trơn á, bây giờ là đang phụ thuộc vào xe. Mà ở đây người ta không cho về là cũng như đang rối đây. Đây mình nói thì nếu mà một cái mớ rau muống nhỏ này thôi 50.000. Nó khoảng 300 gram, theo như mình biết á là thường thường một ký rau muống nó trừ bì hết luôn á là thường là nó khoảng một ký này nó còn khoảng 800 gram. Thì nó chia làm 4, nghĩa là khoảng 200 gram là nó tính ra 10.000 bó. Cứ 200 gram là 10.000. Nên là cái rau muống á, mình mua ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội nó thẳng ra là rất mắc. Dù rằng ở dưới quê mình chỉ cần ra ngoài vườn phía sau giật vài cái lên á, là coi như là đủ bó, nắm tay là ăn được rồi. Dù sau ở phía sau nhà mình nè, tự trồng hết cái người ta trồng cải nè, trồng xà lách, trồng tất cả những cái thứ mà có thể là muốn ăn là ra nhổ ăn thôi á, nó không có tốn tiền những cái đó. Bầu như bầu bí ở ngoài Hà Nội là 15.000 cân. Rẻ. 15.000 cân. Trong này cũng giá của đó. Đó là con đợt mà đi làm ở dưới Cà Mau. Dạ. Yeah. Sao đi làm? Đi làm thì chồng đi làm, vợ ở nhà. Bắt đầu nấu cơm, đưa cơm cho chồng. Mà công nhận các bà rảnh thì ra xong bắt đầu đến buổi trưa bắt đầu ăn cơm, ra bày ra ăn cơm. Ăn cơm thì là bày ra nhậu luôn. Là chiều là khỏi làm luôn. Cái này là rất là hay ở cái đó. Dạ. Cái này mấy người bây giờ đi làm thì lo làm, bây giờ cứ lo đi nhậu không ạ. À? Cứ lo nhậu trước cái đã rồi tính sau, và tới đâu tính sau. Bạn Thanh Nguyễn nói rằng rau muống bên Mỹ là 1,3 kg là 10 đô. Nếu mình vui ra tiền Việt thì nó khoảng hơn 200.000 cho 1 kg 3. Mình nếu mình cũng không so sánh cặp kiển do cái điều kiện kinh tế ở mỗi nơi khác nhau, như bên đây rau muống mà nếu nói thẳng ra dưới quê mình chưa tới 10.000 kg. Rau muống ngon, rau muống trồng, rau muống đồng chẳng hạn cũng chưa tới 10.000 đâu, nhưng mà do quá trình vận chuyển nó tăng chi phí lên này nọ rồi cũng không ở Vũng Tàu 10.000 bó chắc là hơn
Dạ. Nhất là khi mà mình ra những cái chợ đầu mối mua thì rất là rẻ. Ví dụ như ở nó thu thương lái nó xuống ruộng, nó xuống đồng, nó cắt rau lên đó, thì có thể nó bán khoảng 6.000 ký. Thì nếu mà bạn mua nguyên một bó đó, nó bao gồm 10 ký, nó sẽ chỉ tính bạn là 60.000 bó đó thôi. Nhưng mà khi mà bạn ra chợ thì cái bó đó nó được bao gồm, nó trừ bì, ví dụ như là trừ dây buộc nè, dây đó nó có điều dây buộc nó hơi căng á, dây đi lớn không à, dây giống như bẹ vậy đó, nặng lắm. Hai đó là nó cắt những cái phần già đi, nó tỉa lại thì cho đẹp, cho đẹp đó để lên bán. Rồi công này nọ cân tới cân lui thì cuối cùng ra nó ra một ký rau muống, ra tầm tầm khoảng là 10.000 tới 15.000 ký. Nhưng mà những cái đó mà đi về dưới quê mình đó thì nó không có giá, nó không có giá trị, cần thì ra ngoài hái ăn thôi. Rồi tôi nói nãy đang nói về vấn đề bình đẳng giới rồi đó. Có nhiều bạn nói là phụ nữ một ngày kiếm chưa được 1.000 đồng. Nhưng mà mình nói là tất cả những cái việc mà giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, chăm sóc con cái, những việc này thực ra đàn ông làm được hết. Nhưng mà cái là không tên. Tao quy cho cái trách nhiệm của phụ nữ là không đúng. Tại vì chúng ta cứ nghĩ rằng là đây là trách nhiệm phụ nữ, sáng chúng ta cứ ra cà phê vì phà thuốc uống cà phê được. Rồi không nghĩ rằng mấy người ở nhà đang làm những cái công việc mà không có tên đó. Những cái đó nếu thực sự mà gọi là cái nghề, gọi là nghề phụ việc gia đình, giúp việc gia đình đi, thì những cái đó là tiền đó. Nó là tạo lên thì nhờ mấy người phụ nữ ở nhà làm tốt mọi việc ở nhà mà ta rảnh rỗi thời gian ta có thể làm được những việc khác. Nên cái sự nhiều người xem thường phụ nữ thế này thế khác là không đúng. Ví dụ như để cho các bạn cùng với phụ nữ trong nhà chia sẻ công việc thì lúc đó mới thấy được cái giá trị của cái công việc đó. Và đó nên chúng ta nhiều khi chúng ta dở hơn phụ nữ. Tất cả những cái việc gì phụ đàn ông làm được là phụ nữ làm được hết. Thẳng ra giờ này phụ nữ làm hồ nhóc. Người phụ nữ làm thợ hồ ngày kiếm 200-300 ngàn là chuyện bình thường. Bây giờ hả? Hả? 400 ngàn em. Thợ hồ bây giờ 400 ngàn một ngày. 400 ngàn. Quá tuyệt vời. 400-450. Nếu mà 400-450 như vậy thì nếu như vậy thì một tháng nếu mà làm đủ ngày, công trình mà gấp rút hay là làm đủ ngày đó, thì họ kiếm được 10 mấy triệu một tháng. Mà đó là cái 8 tiếng rồi đó. Làm 8 tiếng mà nếu mà tan ca mà thêm nữa thì nó vào cái khoảng. Một người phụ hộ thợ hồ vào cái khoảng gần 700 ngàn. Gần 700 ngàn ngày. Nếu như mà tăng ca ngày 12 tiếng luôn thì một thợ hồ ngày 700 ngàn. Như vậy thì chúng ta tính tới cái việc đó là mỗi một tháng thu nhập gần 30 triệu. Ở đây mình nói thẳng 30 triệu một tháng là một cái con số. Nếu như mà bạn nói là một năm như vậy nó kiếm gần 300-400 triệu. Người dân một năm kiếm gần 300-400 triệu mà là có nghề. Những người thất nghiệp thì khỏi nói đi. Đúng rồi. Ai mà không có nghề mà thất nghiệp thì không cần phải bàn. Những cái bạn những bạn là không có nghề thì đi làm phụ hồ thì có thể cũng kiếm được, kiếm ăn được. Nhưng mà có nghề mới nói được. Nhiều bạn cứ nói là tại sao ở Việt Nam ta thất nghiệp nhiều, do các bạn không chịu học nghề. Tôi thấy có một điều hay là cứ những thời điểm khoảng này nè, là một số bạn chuẩn bị thi đại học á, thì các bạn lại không bao giờ chọn các trường nghề. Truyền thống của mỗi gia đình đều muốn là con mình học đại học. Các bạn không bao giờ các bạn chọn cho mình một cái nghề nào cả, mà các bạn chỉ muốn làm sếp, làm lãnh đạo, nên kiếm những cái trường đại học các bạn vô thôi. Do chính vì điều đó mà quay ra quay lại thì chúng ta không có thợ mà chúng ta quá nhiều thầy. Đúng rồi, cũng nhiều hơn. Trong khi ở đây thì những người thợ người ta đang rất là cần các thợ nhưng mà không có thợ để làm. Cuối cùng thợ hồ bây giờ kiếm mỏi con mắt ra luôn. Chẳng hạn như làm 2-3 cái lật đi kiếm ít ra hẹn bây giờ ngày nào làm dùm. Nhưng mà đấy mà trả lương rất là cao chứ không phải thấp luôn nha. Chẳng hạn như bây giờ ở ngoài người ta trả khoảng 400-450 thì mình ít ra là mình phải trả từ 550 rồi luôn. Đúng vậy. Có những lúc là không có thợ để mà tôi mới cất nhà thì tôi biết các bạn có nhiều khi cái ông thầu nhà, ông thầu xây dựng nhà tôi đó, ông phải đi kiếm từng ông thợ về. Hôm nay nó làm cái này kia nhưng mà mấy thằng thợ này nó đang hợp đồng với thằng thợ với ông thầu khác rồi. Tức là hôm nay nó kéo hết cả bầy nó sang bên kia nó làm, bên đây mình không ai hết. Đó là nhà nhiều khi tôi nói đáng lý ra là xong lâu rồi mà này nó kéo dài ra thêm tháng là vậy. Đó. Có một điều một số bạn có nhắc ở đây đó là không phải ai sang Mỹ cũng có việc làm. Ở Mỹ bây giờ như bạn Minh Lợi lúc nãy live stream đó, mình thấy bạn ấy vô các cái khu của những người sàn Việt, những cái khu gọi là khu ở người dân ở đấy, thì tôi thấy những cái nhà mà bạn Minh Lợi quay đó là nó làm bằng những cái container, nghĩa là những container bị hư cũ bỏ đó, nó khoét nhắc rồi nó khoét rồi nó làm cửa làm này vô nó ở. Tức là mà những người bên đó theo như bạn bè mình kể lại thì
rất nhiều người không có công ăn việc làm, đi xin việc suốt nhưng không được công ăn việc làm, ngoại trừ cái việc nó phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc ra nó không nhận mình. Thì cái thứ hai nữa cũng là do chúng ta sang Mỹ nhưng không có nghề. Không lẽ bây giờ dân Mỹ bây giờ, dân Việt Nam sống ở Mỹ bây giờ chỉ có mỗi cái nghề giũa móng tay. Do hồi xưa đó là chế độ cũ, hồi xưa đó do các bạn bên đây là thích đi làm đẹp thôi. Tại vì hồi đó là ăn tiền của Mỹ cho nên là khỏe quá mà. Nó cứ trợ cấp mỗi tháng nhiều, nhà nào cũng được lãnh lương Mỹ, một thằng đi lính nuôi cả nhà. Do đó cho nên là thằng nào nó cũng có đủ điều kiện cho vợ con nó là cà phê ăn dọn cả. Nên thì rất may là sang bển không có nghề làm thì cũng đem cái nghề giũa móng tay hàng ngày đó ra để kiếm sống được. Đó, như là con cái là rất nhiều người Việt không có nghề nhưng lại muốn sang Mỹ ở. Bạn sang Mỹ bạn không có nghề là bạn không sống được gì. Tôi nói một anh hớt tóc, cái anh phải hớt tóc, anh có cái nghề đó rồi. Anh đi chơi du lịch cả cái nước này anh không lo đói. Anh chỉ cần anh đem theo bộ đồ nghề của anh đi tới đâu đó hết tiền rồi gì. Ra góc đường nào đó rồi hoặc là vô tiệm hớt tóc là nó xin cho tôi hớt ngày hai ngày, tôi anh trả lương tôi, ví dụ như là anh đang thiếu thợ tôi đó tôi hớt, hoặc là anh cứ ngồi chơi đi tôi hớt cho anh. À, tôi hớt cho anh cái tiệm anh giờ một ngày anh trả tôi 50.000, 5.000 vậy đó để tôi đủ tôi ăn cũng được. Có cái nghề trong tay, không có sao không lo đói. Rất là nhiều người không có nghề. Xưa bạn anh thợ tóc lang thang mà khi mà ở ngoài Bắc nó vào trong này đi lang thang, bạn học này. Đi lang thang mà anh phải nuôi nó. Giờ khi còn đưa tiền uống cà phê, cà áo nọ kia tùm lum tá lả hết đấy. Ngày nào cũng hỏi nó bây giờ giờ mình chọn cái nghề gì. Mà ta chưa biết là chọn cái nghề gì hết. Cuối cùng đi học thợ tóc. Học cắt tóc. Học cắt tóc. Mà bây giờ nó làm nổi tiếng ở trên Sài Gòn luôn. Vâng. Đi tất cả là lâu lâu là đi ở bên đợt rồi ở bên Mỹ mời sang là bên Dubai mời sang này. Ồ, vậy là em có giỏi, rất giỏi không? Đúng rồi. Nó rất là giỏi. Em có lên Facebook đánh chữ là Tuấn Iraq. Tuấn Iraq à? Đúng rồi. Ờ, Tuấn Iraq là thợ hớt tóc. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Em thấy cái nghề hớt tóc bây giờ á nó dễ ăn ở chỗ này, nó làm dịch vụ. Bây giờ nó cần chu đáo thêm một chút đó, nghĩa là làm sao cho hài lòng. Ngoại trừ cái việc nó hết cái đầu ra xong nó còn có massage mặt nè, lột mụn nè, rái tai. Hồi trước nó là nó gơ như một cục, đó là dịch vụ là hớt tóc xong một cái đầu bao gồm tất cả những cái phần đó là 20.000. Bây giờ anh vô tiệm hớt tóc kiểu gì anh bước ra cũng từ 50 trở lên. Đó. Có một số trường hợp tôi vô tôi nói chẳng biết các bạn làm cái gì nhưng mà lúc thanh toán tiền tôi thấy 200.000 một cái đầu. Như vậy thì mất một tiếng đồng hồ cho một cái đầu, một ngày nó chỉ cần hớt 10 cái đầu thôi là nó đã đủ. Quá rẻ. Anh nói thiệt luôn. Yeah. Đó. Vợ anh mỗi lần đi là cứ 700-800 ngàn. Đó, phụ nữ đi làm đẹp. Phụ nữ đi làm đẹp đó là chỉ có riêng vào đầu với lại ấy không thôi đó. Chứ yeah. Chưa có kể đến những cái phần khác đó. Nói chung là chỉ có hớt với lại tỉa tóc lại. Chỉ là tỉa tóc thôi ha. Là dụ như là setting lại uống này nọ rồi xong hết là bao nhiêu tiền, rồi còn lột chăm sóc da mặt nè, không tẩy mụn tắm trắng gì đó, mấy cái dịch vụ đó vô nữa thì nó lại là ra tiền nữa. Chưa kể là nối tóc rồi, nối tóc là nối tóc cũng là nối tóc rồi trang điểm, nối tóc, nối mi, nối móng cây, bọn đấy nó làm tất mà. Yeah. À, dịch vụ nó khoảng độ gần 2 triệu. Mà cái nhu cầu làm đẹp bây giờ nó cao hơn hồi xưa. Bởi vì hồi xưa ai cũng khó khăn, ít ai chăm sóc bản thân lắm. Nghĩa là phụ nữ cũng quần quật mua bán ngoài chợ, ít ai chăm sóc. Nhưng bây giờ cái điều kiện kinh tế phát triển rồi, người ta bắt đầu nhìn tới bản thân người ta nhiều hơn, bao gồm quần áo, bao gồm trang điểm, đầu tóc như thế này thế khác. Thì những người nào mở được những dịch vụ phục vụ được, vừa thấy ở thành phố Vũng Tàu này mà nó bây giờ số lượng dân tăng gấp mấy lần hồi xưa. Như vậy thì cái lượng người dân nó tăng lên thì cái nhu cầu của người ta cũng cao hơn. Mà nếu chúng ta không có cái nghề để phục vụ cho những người đó là không được. Ta dở. Tôi nói ngay cả cái việc là cứ ở đây có thêm một cái công ty xuất hiện là sẽ có, ví dụ công ty đó 10.000 công nhân đi. 10.000 công nhân đó một ngày người ăn ký gạo là bạn sẽ cung cấp được thêm nhiêu? Một ký gạo nhân cho 10.000 người có đó ăn gì? Bạn cung cấp rau, cung cấp thịt cho 10.000 con người đó nó sẽ như thế nào? Ở đây chúng ta thấy là một người một ngày chi 1.000 đồng thôi chúng ta đã có bao nhiêu tiền. Nhưng mà thực tế một ngày một người phải chi phí một người một ngày tầm khoảng 100.000 trong dư. Một ngày một người xài 100.000 vậy số người ở một công ty đó nó như thế nào? Người ta thấy được rằng là cái kinh tế của Việt Nam chúng ta ở đây là ngày càng phát triển. Do tôi thấy là hôm rồi vào cái đợt cuối năm tôi thấy một số công nhân ở các công ty về hỏi thưởng nhiều nhiều. Công ty em năm nay thưởng 3 tháng lương. 3 tháng lương đâu phải ít. Lương cơ bản của các em nó hiện tại là từ 3 triệu 9. 3 triệu 9 là lương cơ bản ở cái vùng đó. Là 3 triệu 9 mà nó nhân 3 tháng lương có nghĩa là trong Tết của năm nay một số người được thưởng tới mười mấy triệu.
cộng với cái tháng lương đó, lương tháng 13, cộng tất cả một cái lại. Như vậy là về ông nào trong túi cũng rủng ra, cũng rỉnh tiền cả. Thì công nhân ta về cứ nói ăn Tết thôi là trong túi đã có mấy chục triệu ăn túi rồi, rồi ăn để mà ăn Tết rồi. Đấy, do vậy chúng ta thấy được rằng là chỉ cần chúng ta chịu lao động và cố gắng lao động là không bao giờ có cái chuyện nghèo ở đây. Vấn đề ở đây là một số bạn có cái thói hư tật xấu là hay bàn đề, hay chơi đề đốm, đánh bài. Mà cái thói hư này nó nằm ở trong công nhân nó tương đối nhiều. Các bạn biết có nhiều người á, cái hồi mà bắn cá đó, game bắn cá mà bắt đầu xuất hiện đó, là nó mua mấy cái thẻ để mà bỏ vô bắn cá đó. Thì thẻ đó bao nhiêu tiền đó, nạp tiền vô chơi đó. Thì có người một ngày, là tôi có một thằng bạn làm đầu bếp, một ngày nó kiếm, một ngày của nó là khoảng là lương của nó là 300 ngàn, lương tháng là 9 triệu, 10 triệu, được thưởng thêm 9, 10 triệu một tháng. Thì thằng này á, coi như là không có tháng nào đủ tiền đem về nhà. Từ cái việc không đủ tiền đem về nhà thì nó dẫn đến cái chuyện gia đình nó không hạnh phúc, nó thiếu nợ nhiều hơn. Do nói, cái... nói gì nói bảo bản thân anh nè, cái đợt là rảnh rỗi mà thất nghiệp, nó cũng đi theo đi bắn cá. Yeah. Thấy bạn bè bắt đầu ở chỗ kia vô bắn cá chơi nhưng mà mình đam mê vào, bắt đầu nào không biết luôn. Em cái đấy em chơi, anh nói thiệt đó, cái đợt là anh mất có khoảng vào cũng khoảng tầm 70 triệu, khoảng 3 ngày. 3 ngày mất 70 triệu bắn cá không ạ? Bắn cá không à. Em cái đấy em chơi chứ em ít thua. Em thắng nhiều á. Sau này mình được biết thế này nè, là khi mà cơ quan chức năng, ngành công an cũng như là các cái chuyên gia về máy tính đó, người ta vô người ta phát hiện ra là cái việc bắn cá này nó có cài đặt. Đúng rồi, có nghĩa là ở trong cái bàn đó thì cái tỷ lệ thắng là của cái máy nào, của cái vị trí chơi nào, chứ không phải nếu anh chơi với cái máy nó sẽ khác. Còn này anh chơi cùng một lúc có 6-7 người cùng chơi thì nó quy ước hôm nay là ít nhất là khoảng là 80% sẽ thua và 20% sẽ thắng. Nó tính tỷ lệ rồi, nên là kiểu gì kiểu hoặc là thua hết hoặc là chỉ cho 20% thắng, như thế lúc nào nó cũng có lợi. Không, không thằng nào thắng hết. Đó chính là cái vấn đề đó. Anh không biết là người chỉ có mấy người chơi đánh nhau thôi. Yeah. Trong máy thì nó vẫn ăn, chẳng hạn như ăn người này chẳng hạn, cái tỷ lệ nó có sẵn hết rồi. Yeah. Mà như bà chị bây giờ đang làm hai cái máy. Yeah. Mà ăn chia với chủ máy đó. Ăn chia chủ máy luôn. Ăn chia với chủ máy. Chủ ví dụ như là em xuống đặt máy luôn anh. Yeah. Chủ máy đó rồi mà chẳng hạn như lời bao nhiêu hai người chưa đôi, từ hết chi phí tất cả đây là hai người chưa đôi. Yeah. Tiền điện này, tiền điện rồi sau dần là... bọn nó mới đầu thì bọn nó chơi bằng nhiều bằng. Nhưng bây giờ sau nó phát hiện ra là nó cài con chip. Không, bây giờ dẹp hết rồi, bây giờ vẫn có nhưng mà dân nó chơi ít rồi. Ở Đồng Tháp là dẹp luôn, có nghĩa là hiện tại nó không còn bắn cá nữa. Nhưng mà cái tình trạng số đề ở các cái địa phương là nó nổi dữ lắm. Ở đâu cũng thế. Ngay cả từ sau khi thằng Vietlott nó ra, nó số tự chọn nó ra. Ừ. Mình nghĩ rằng nó sẽ giảm số đề đi, thì thực tế nó cũng không giảm, nó thêm trò chơi thôi chứ không phải nó giảm. Nó thêm một cách thức để cờ bạc thôi chứ ngoài ra nó không. Tôi nói là cái việc vé số kiến thiết và cái Vietlott mà nó vừa có cái lợi và vừa có cái hại. Nó làm cho những cái người là tại sao anh thích giải thích về số đề. Tại sao mà chủ không bây giờ nó chết? Bây giờ 100 người chơi. Yeah. Đúng không? Thì mỗi người 1.000 thôi. Mỗi người 1.000. Yeah. Số đề thì có một con duy nhất thôi. Yeah. 100 con thì chúng có một con thôi. Yeah. Đó, 100 con đó thì có một, hết 100.000 chẳng hạn. Yeah. Nhưng mà chúng thì chúng được 70.000 thôi. Còn 30.000 là vào chủ vào những người đi. Tại sao chủ không chết là cái vấn đề đó. Dạ, chỉ như nó tính tỷ lệ hết rồi, tất cả nó cứ tính tỷ lệ. Nó là thường á, là nó còn các anh là tự đánh nhau. Dạ, nghĩa là tự mấy ông bỏ tiền ra. Đúng rồi, công, đánh nhau. Ông chung tiền cho nhau thôi. Tôi lấy một người này với người kia, 30% của tôi trong đó là vẫn. Ở đây á, mình xem cái livestream của mình nãy giờ đó, cũng có một số bạn nhắc tới cái từ bò đỏ, mà thực tế mình đã giải thích rất là nhiều cái vụ bò đỏ này. Mình nói rồi. Ví dụ như là mình ủng hộ nhà nước này, mình ủng hộ cái Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước này, cho nên mình mới đấu tranh phản biện để mà bảo vệ cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ở đây. Nên là vậy nên chúng ta tự nhận chúng ta là những người cờ đỏ. Thực tế là do một số người họ đem cái cờ vàng ba sọc của cái chế độ cũ, họ đem về họ phất hoài, quậy phá hoài. Những đối tượng đó nó có bao giờ mà nó công khai là nó lén lút lâu lâu đi rải chỗ này rải chỗ kia để nó bị tiền.
thì do đó chúng ta mới có cái hành động đó, chúng ta muốn thể hiện tinh thần yêu nước của mình bằng việc chúng ta nói chúng ta là những người cờ đỏ. Đấy. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là nếu vậy thì những người tấn công chúng ta mà nói giống như dạng tấn công giống như hút bò hút đi, cứ hãy nó thấy chỗ nào mà thấy live stream nào hay thấy chỗ nào có những người mà tự là những người cờ đỏ như chúng ta đi, ở đâu có chúng ta là tự nhiên ở đó nó nhảy vô nó chửi à. Như vậy thì nếu nói là bò đỏ thì đó là những cái con bò đó chứ, nó tấn công như người cờ đỏ thì nó khác gì những con bò. Chính xác. Nên là bây giờ mà nói ra thì nó mình cứ giải thích hoài mấy chuyện này, mấy thằng này nó mới chính là những con bò đỏ, tấn công người cờ đỏ là nó là bò. Mình cái từ mà dư luận viên nó viết tắt là giờ là vờ Việt đấy, bữa trước anh bảo cái này không phải là dư luận viên mà là dân lưu vong. Dân lưu vong, dân làm vườn, dân lưu vong, thấy không? Hồi đó cái lúc trước có anh Nguyễn Thanh Tùng, anh Tùng này hình như là dân Bách Khoa thì phải, anh lập ra một cái nhóm là nhóm dư luận viên, nhóm giờ là vờ, nhóm dư luận viên, nhóm dư luận giờ là vờ, với một bạn tên là bạn Linh Nguyễn thì mở một cái quán cà phê ở Thủ Đức luôn, quán cà phê giờ là vờ, quán cà phê giờ là vờ luôn. Nhưng mà cái hoạt động đó thì nó không có tồn tại lâu được, do cái là thứ nhất ấy, nó mang yếu tố chính trị, nghĩa là các bạn mở qua ngay cả cái tên quán nó cũng mang yếu tố là có sự đấu đá về cái này kia, rồi có đôi lúc lại có những cái hoạt động nó căng thẳng quá, ví dụ như là thể hiện ở mức độ giống như là cái ngày Quốc Khánh đi, các bạn tổ chức chào cờ ở trong quán, và thậm chí các bạn ngày Quốc Khánh các bạn tổ chức chào cờ trong quán, các bạn treo cờ đảng nữa ở trước cửa quán nữa. Thế nên là nhiều khi lãnh đạo địa phương người ta cũng cảm thấy có những cái chưa phù hợp, người ta yêu cầu thôi gỡ cờ đảng xuống đi, tại vì bạn đâu phải là cái cơ quan của đảng đâu mà bạn treo cờ đảng. Ta cũng có những cái, nhưng mà do những cái đó nó cũng không có, nghĩa là cái gì thể hiện quá nó cũng không tốt, cái gì nó vừa phải phải, với cái gì mà chúng ta làm quá đi nó lố thì người ta cũng không ủng hộ mình. Cũng vậy, trong cái việc chúng ta đấu tranh trong các luận điệu xuyên tạc thì tránh cái việc hô khẩu hiệu, mà thời gian qua rất là nhiều người thích hô khẩu hiệu. Những khẩu hiệu cần thiết ở trong cái buổi lễ, buổi nào đó nó cần thiết, ví dụ như trong một buổi họp mặt nào đó, cái kết thúc của cái buổi đó chúng ta cần củng cố tinh thần, cần phải đoàn kết anh em lại thì hô khẩu hiệu là tốt. Nhưng mà cứ không phải bài live stream nào hay là bất cứ một bài viết nào cũng đưa một cái khẩu hiệu ra, nếu mà phù hợp, nó không phù hợp, đưa ra nó phù hợp, nó làm cho người ta cảm giác rằng là mình màu sắc màu mè, nó không có cái với lại là cái gì màu mè đó thì còn phù hợp thêm cái vừa con mắt người ta không, có nhiều cái đẹp trong mắt mọi người là mỗi khác, chứ đâu phải là cái đẹp đó là mình thấy đẹp nhưng người ta đâu thấy không đẹp, nó lại phiền nhau. Góp ý thì dĩ nhiên là mình nói mình làm đúng, người ta góp ý mình lại không nghe, thế là cãi nhau, đó là những cái tôi nó quá lớn. Hồi đó chúng ta nói về cái tôi và cái chúng ta là cái như vậy, nếu như ai mà cứ màu mè màu sắc, cứ muốn thể hiện, cứ đem cái tôi của mình lên trên hết, không biết lắng nghe người khác góp ý thì có khi chúng ta lại tự xa rời quần chúng, xa rời anh em, xa rời cộng đồng. Nhiều khi cái tôi nó lớn quá, bỏ cái tôi trong người đi để lấy cái chung, cũng không thể nói là cái tôi, đừng có giữ cái tôi trong người, có thể là mình đúng, có thể là sai. Thì quan trọng là lắng nghe cái góp ý của người ta, không có điều quan trọng. Cái trong cái xã hội này á, chúng ta tồn tại được là nhờ vào chúng ta đấu tranh. Chúng ta đấu tranh để tìm ra cái chân lý, đấu tranh để tìm ra cái đúng, để chúng ta cùng nhau chúng ta làm phát huy cái đúng đó, cái sự phát tiến bộ đó. Anh vào rồi nào? Kia hả? Có một bạn vừa nhắn tin cho mình đấy. Và mình bây giờ không dám vào. Giờ khi mình muốn vào Facebook vừa cùng với các bạn lắm nhưng không dám vào. Bởi vì dân xung quanh mình toàn là dân công giáo. Nhưng mình sợ chồng lại đi xa không có nhà. Mình thấy rất là nhiều bạn có những cái cực đoan. Nên là các bạn cứ lên trên mạng xã hội, các bạn buộc phải chửi, các bạn buộc phải có những lời nói thô tục các bạn mới chịu. Mà mình nói rồi, cái tiến bộ xã hội là chính là cái văn minh. Cái văn minh nó chính là văn vẻ, văn hóa của các bạn nó phải thể hiện ngày càng tiến bộ đi. Chửi làm sao để bạn chửi dùng những từ hạ cấp, đem những bộ phận sinh dục ra để nói. Những cái bộ phận sinh dục các bạn đem ra từ trên xuống dưới, các bạn lôi hết ra nói như thế thì có ai nghe. Chúng ta ngày càng tiến bộ chứ đâu phải ngày càng đi thụt lùi. Cái văn hóa đó là văn hóa kém. Mà ở đây
lên cộng đồng này, bạn đem cái văn hóa kém đó ra, bạn chửi bới, bạn mạ lại xúc phạm người khác thì chả khác gì bạn đang cố gắng xa rời mọi người. Người ta sẽ chán ghét các bạn. Cái việc là người ta chán ghét là bởi vì các bạn mất văn hóa. Nhưng cái văn hóa của mình rất là quan trọng. Các bạn lên trên mạng xã hội mà cứ chửi tục nói thề không. Tôi nói có một số bạn thời gian vừa qua các bạn thể hiện vậy nè, nhắn cho tôi một cái tin hôm nay là ngày thành tài, hôm nay là ngày gì đó, ngày Quan Âm ra đời gì đó, các bạn nhắn cho tôi bảo là khúc dưới các bạn ghi thêm là phải chia sẻ cho bao nhiêu người, nếu không năm nay bạn sẽ xui. Thần thật nào ở đây mà làm cho tôi xui? Nó đây gửi đây trong máy nè. Tôi nói nhiều khi các có bạn người thì bảo là gì vậy? Hôm nay là ngày Quan Âm ra đời, nếu bạn bạn nhận được thân của mình không, anh ngoài đời thân cũng gửi như thế, bạn nhận được bức thư này gửi thêm cho ba người khác là ra đường rồi bạn gửi đồng nhớ đấy là mình biết ông ấy, yeah. Mới nhắn tin lại cho ông, bảo anh lại mê tín nữa rồi. Cái này đó là phải gửi cho 30 người, không gửi đủ 30 người là nếu bạn xóa đi là ra đường là sẽ xui, xui cả năm nên là tai nạn. Ở đây tao xóa cho mày xem. Tôi nói những cái cực đoan đó mà các bạn mang lên mạng xã hội, các bạn thể hiện á, thì có thể tôi lần đầu tiên tôi nghĩ là bạn bị hack hay là tôi nghĩ là bạn bị virus, nhưng mà bạn làm thường xuyên như thế thì đó là cái bạn mê tín dị đoan và cái đó là cái xa rời. Ta xóa, ta chặn bạn luôn đó, chứ không bao giờ mình coi bạn đâu. Một số người thì gửi, một số người cũng có cảnh báo mà có những cái virus độc hại nó xâm nhập đấy. Nếu mà thấy những cái thông tin đấy nên thì mình đừng truy cập vào cái đấy thì còn được. Những cái đó cũng có thể nghi ngờ. Mình ở đây có một số bạn nhắc tới văn hóa kém thì các bạn một số lại diễn ra là VHK. Có một số người nhắn tin là diễn ra là về liên quan tới VHK thì ra tôi nói riêng về quan điểm cá nhân của tôi đối với kênh này thế này. Mình nói nhiều rồi nhưng mà mình cũng chưa có nói rõ quan điểm của mình về kênh này. Đó là do mình thấy cái hoạt động của kênh này nó đáng nghi ngờ nên mình mới đấu tranh với nó. Thời gian qua, ví dụ như họ mở ra một cái kênh truyền thông, thực ra ai muốn mở tài khoản YouTube kiếm tiền làm việc của họ, chả ai quan tâm đâu. Các bạn làm gì cũng được. Nhưng cái ở đây là các nhóm cờ đỏ chúng ta đấu tranh ở trên mạng xã hội là chúng ta muốn đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc. Nhưng mà cho nên là cái việc ra đời của một cái kênh đứng về phía chống các luận điệu xuyên tạc, đó chính là cái cơ, đó là cái cơ sở mà mọi người quan tâm chú ý và ủng hộ. Anh nhớ là chỉ cần một cái kênh nào mà nó mới xuất hiện trên mạng thôi là người ta mong muốn được đưa hình ảnh của mình lên kênh đó để quảng bá, đưa tiếng nói của mình đấu tranh cho các luận điệu xuyên tạc nó nhiều hơn. Tôi mà làm ra, tôi mà ngồi tôi nói chuyện trên mạng xã hội thế này nè, tôi rất là mong muốn cái video clip này được đi hết tất cả các nơi ở trên YouTube. Một mặt á, có một số người bảo rằng thích thể hiện, nhưng ở đây cũng có một cái mà chúng ta cần, đó là gì? Đó là tiếng nói đấu tranh của mình được rộng rãi mọi người ở nhiều nơi khác nhau tràn ngập ở trên kia để đập lại cái luận điệu xuyên tạc mà nó áp đặt, nó áp luôn cái kia. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy trên VHK này nó không đấu tranh rõ ràng, các bạn. Trong suốt tất cả những video clip mà nó làm, từ trên cái video clip của những người thành viên của nó làm ra, nó không phải là đấu tranh với các tổ chức phản động, hay là nó đấu tranh với các những người ba gọi là ba que, nó cũng không đấu tranh với các cái luận điệu xuyên tạc, mà nó gần như là nó cứ chĩa mũi dùi vô tất cả những người đang đấu tranh như